Hello, mình xin chào cả nhà. Thế theo yêu cầu của bảy mình á, thì bảy mình kêu quay cái cây rau này lên cho gửi đến cho chị Châu Ngô. Chị Ngô Thị Kim Châu á, tại vì chị bị viêm họng, thì bảy có gọi Zalo nói chuyện với chị, trao đổi qua lại cái bảy chỉ cho chị mình cái cây thanh thao này. Bảy nói là nhai với muối ngậm một xíu xong rồi nuốt vào nó chị viêm họng. Thì bây giờ mình quay cái video này là thể theo yêu cầu và muốn gửi đến cho chị Kim Châu, chị Ngô Thị Kim Châu. Mong chị sẽ xem video này. Ở đây ở nhà mình hiện tại bây giờ thì được biết cái tên này hiện tại gọi là cây thanh thao. Còn mình không biết nó có tên gọi khác nữa không, hay là tên thường dùng là gì. Nhưng mà hiện tại ở nhà mình gọi là cây thanh thao. Thì gửi đến chị Ngô Thị Kim Châu để chị coi và tìm cái cây này để sử dụng. Này cây thuốc dồi nè mọi người. Đó. Bình thường á thì mình vẫn hái cái cây này lá nấu canh ăn. Nó vẫn rất là ngon. Ăn cái rau này nấu canh nó giống giống như cái lá rau xăm đất gì đó mọi người. Cái thân của nó thân mềm, cái dạng thân mềm. Lá thì mịn mịn, nó hơi có lông, lông nó mịn mịn nha mọi người. Đây.